Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong nghe một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc, quyển 9, phẩm 25, thọ nhận. Bây giờ, Bồ Tát Dũng Tấn cung kính thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, hôm nay được nghe Đức Như Lai thuyết giảng về pháp hết sức thâm diệu là cánh cửa dẫn vào giới luật của các bậc hiền thánh. Những người được nghe và lãnh hội thấu đạt pháp này thì cũng không còn thấy có cuộc buộc hay mở. Ở nơi không đã dứt các pháp mà không hề thấy có tổn giảm, cũng không thấy các pháp từ chỗ nào đến hoặc đi vào đâu. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ quán tưởng một cách sâu xa về pháp ấy, lãnh hội tính chất không nơi chốn, không khứ lai của chúng, thì đấy mới là thấu đạt trọn vẹn, gọi là giải thoát. Hết thảy các pháp mỗi mỗi đều khác nhau, nên ở chỗ nhận thức và nó bài chúng thảy đều ly tán, không có sự trùng hợp. Nên ở đây các pháp không sinh tưởng niệm về sự thành tựu, đã không nhớ nghĩ về sự giải thoát. Chủ quán các pháp cũng không có trong ngoài xa gần. Như thế thì mới đạt được trí tuệ của Bồ Tát tấu tỏ sâu xa về gốc không. Những người đã chứng đạt được thì luôn xua trừ tâm niệm cao ngạo, không hề dễ kiêu mạn. Đó là những hàng thiện nam thiện nữ ở nơi các pháp thiện đạt được giải thoát, an trụ nơi địa không sinh diệt. Những vị đã an trụ như thế là không còn thể có trụ. Đã đối với các pháp thì luôn an trụ nơi không có chốn trụ, lúc nhận thức nơi không có chốn nhận thức. Đó gọi là những hàng thiện nam thiện nữ đã hành hóa đúng theo bản tánh, không niệm điều sai trái và tà vậy. Những vị đã đạt được chánh kiến như thế nên đối với tánh bên trong luôn quán một cách thông đạt các sắc tướng, không có sắc, cũng không thấy sắc như sắc đã có. Vì sao? Vì đã nhận biết hết thảy các pháp, quán không là vô hình, đã biết rõ về gốc không, như sắc là không có sắc. Đối với tất cả các pháp cũng không có thọ, cũng không vô thọ, đó là các hàng thiện nam thiện nữ, ở nơi tất cả các pháp đạt được giải thoát. Lúc Bồ Tát Dũng Tấn thuyết giảng về phẩm có thọ nhận này xong, thì có tới 13 ức chúng sinh, do được nghe pháp ấy mà đều đạt được pháp nhận không giải khởi, nhu hòa tuận hợp. Do vậy các vị ấy đã khác miệng cùng lời xưng tụng rằng, hôm nay Bồ Tát Dũng Tấn là vị đã bậc đại sĩ, đã dứt lìa mọi vướng chấp và đã khiến cho chúng tôi có thành tựu đầy đủ được pháp ấy. Chúng tôi xin nói theo bậc đại sĩ, đem pháp ấy giảng dạy trao truyền cho những người khác, khiến họ cũng được lãnh hội như chúng tôi, thấy được giải thoát, dứt sạch mọi niệm vướng chấp. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Dũng Tấn, phàm là tâm của Niết Bàn, cũng không ở bên trong hay bên ngoài, thì cũng không ở cả hai bên hay khoảng giữa. Bồ Tát chỉ có thể nhận được ở chốn không sinh diệt. Đạo tâm của các vị Bồ Tát là như nhau không hai, cũng không có nhiều mối. Đạo tâm ấy thích hợp với sự bình đẳng không đối đắm, ở nơi tất cả mọi người thấy đều thể hiện sự bình đẳng không có sự sai khác. Lúc này, nơi toàn hội có 500 vị tiên tử được nghe Đức Như Lai nói về pháp bình đẳng hữu thọ vô thọ, thì mọi người thì mọi phiền não bụi bặm cấu uế thấy được dứt trừ và đạt pháp nhãn thanh tịnh. Lại có hơn 200 vị trong bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều đạt được quả Tu Đại Hoàng. Lại còn có vô số các vị thiên long quỷ thần, Ca Đập Hòa, A Tu Lân, Ca Lô La, Chân Đà La, Ma U Lạc, Phi Nhân, Phi Nhân, chấp chí hướng về đại thừa, thể đều phát tâm bình đẳng vô thượng bồ đề. Phẩm 26, dứt hết tham chấp vướng mắc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với bốn bộ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng với các vị đại bồ tát và tám bộ chúng thiên long quỷ thần rằng, như có các vị đại bồ tát muốn đạt được nhất thiết trí, muốn hoàn thành quả vị bồ tát, muốn có được pháp không, pháp tam muội kim cang, muốn hàng phục được hết thảy cái thứ ma, muốn đạt được hết thảy các pháp môn tổng trì, muốn liệu bỏ mọi nơi chốn bỉ thử, muốn được trang nghiêm cây bồ đề, thì các hàng thiện nam thiện nữ ấy phải nên tu tập các hành dứt mọi tham đắm phướng chấp của Như Lai. Lại nữa này, các vị thiện nam thiện nữ muốn đạt được cõi Phật thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh, để từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để phụng sự lễ kính cúng dường cho Phật Thế Tôn, thì cũng phải tu học các hành dứt hết tham vướng của Như Lai. Như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn đạt được các pháp kỳ diệu đặc biệt hết sức tôn quý của Như Lai, và có chúng sinh không muốn ở nơi ba cõi nhận lấy hình tướng sắc ấm, muốn xa lìa năm mối lo khổ, không muốn bị trôi nổi trong năm đường, thì hết thảy các hàng thiện nam thiện nữ ấy phải luôn tu tập theo các hành dứt hết mọi tham vướng của Như Lai.
Đức Phật lại bảo các vị thiện nam thiện nữ, sau khi ta nhập Niết Bàn, chánh pháp dần suy, có nhiều chúng sinh chỉ dựa dẫm mượn lấy hình thức pháp phục, tham những lợi dưỡng nhỏ, giả dối phát đạo tâm, tâm ý không thanh tịnh, làm tổn giảm uy tín của chánh pháp. Những hàng người ấy rõ ràng là không tin tâm bảo kể cả các hành của hiền thánh, tuy ở nơi chúng đệ tử của ta, nhưng thật đã xa cách ta hết mực. Lại như có các vị thiện nam thiện nữ tu tập theo các hành trước tam chấp của Như Lai, thì tuy còn ở hàng phàm phu, chưa đạt quả vị Bồ Tát, nhưng tâm đã được giữ gìn vững chắc không hề rời nẻo đạo. Những người đó cho dù sống ở những nơi chốn xa cách hàng trăm ngàn vạn ức do duyên, nhưng vẫn được xem là gần gũi với ta. Vì sao? Vì những hàng thiện nam thiện nữ ấy đã tu tập theo hành trước mọi tham vướng của Như Lai. Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Minh Quán, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là các hành đã dứt hết mọi vướng chấp của Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác? Kính mong Đức Thế Tôn mở mỗi phân biệt rõ, khi cho các vị trong chúng hội thấy được thông tỏ. Đức Phật bảo Bồ Tát Minh Quán: Ta nay sẽ hỏi Bồ Tát và Bồ Tát sẽ theo đấy trả lời. Nay vị tập tánh tử, Bồ Tát do đâu mà có được hiệu là Minh Quán? Do sắc mà được chăng? Do thống tưởng hành thức chăng? Do từ thân hay do từ thân cõi? Nói chung là do những gì mà có được hiệu là Minh Quán? Bồ Tát Minh Quán thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, quán sắc chẳng phải sắc, cũng chẳng phải có sắc. Tánh của sắc vốn là không, cũng chẳng có sắc. Sắc của ta, sắc của kẻ khác, gốc là không chúng có. Sắc không, gốc không, tánh của sắc cũng tự không. Các pháp là như nhiên, là không như nhiên. Các pháp bùng phát gốc không tự nhiên. Quán sắc là vô sinh, cũng không thấy có sinh. Sắc sinh từ nó đã là vô sinh, huống lại có sắc. Chỉ vì chúng sinh do tâm si mê trùm lấp, không thể tự giác ngộ, nên mới dẫn đến khổ não. Rồi rất sâu trong cõi sinh tử lưu chuyển khắp năm nẻo, thân chết gọi là trở là diệt trở lại thọ thân khác. Như Lai là bậc giác ngộ lớn lao, chứa sạch hết mọi thứ tam đấm cấu nhiễm, biết rõ nẻo khứ lai cùng lìa mọi trói buộc, cội nguồn các hành thảy quy về không. Thống tưởng hành thức cũng là như thế, quán thức chẳng phải thức, cũng chẳng phải có thức. Thức của ta và của người khác gốc là không chúng có, thức không gốc không, tính của thức vốn không. Các pháp tự nhiên lại không tự nhiên, các pháp bùng phát gốc không tự nhiên. Quán thức là không sinh, cũng không thấy sinh. Sinh từ nó đã là vô sinh, huống lại có thức. Chỉ vì chúng sinh tâm si mê trùm lấp chẳng thể tự giác ngộ, nó mới dẫn đến khổ não, rơi chìm trong sinh tử, lưu chuyển ở năm đường, thân chết đi gọi là diệt, trở lại thọ nhận tướng khác. Như Lai là bậc đại thánh đã dứt hết mọi nẻo tham đắm cấu nhiễm, biết rõ nẻo khứ lai cùng mọi mối trói buộc, cội nguồn các hành thể quy về không. Các hành dứt sạch tham vướng cũng giống như vậy, tôi đạt đến bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Huống nữa là các hàng thiện nam thiện nữ được nghe ác tinh tưởng đánh hội đối với các pháp của Phật, như đấy mà gọi là hành dứt hết mọi tham chấp vướng mắc. Bồ Tát Minh Quán lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như khiến cho các hàng thiện nam thiện nữ được nghe về hành dứt mọi tham vướng của Đức Như Lai, thì liền ở trong ấy phát tâm Bồ Tát. Tuy có niệm đó nhưng không cúng dường cho Phật Thế Tôn. Các hạng ấy rõ là đối với hành dứt mọi tham vướng của Như Lai chỉ làm hao giảm, là như các hàng thiện nam thiện nữ tâm ý biến trễ, không tỏ ra ham thích tu tập các hành dứt tham vướng, nhưng rồi tự mình có thể khắc phục được tâm niệm cũ mà giúp tu tập hành dứt tham vướng. Chỉ trong một niệm không hề quên mất, lại được phát tâm hướng tới đạo quả vô thượng Bồ Đề, huống chi là dốc sức tin tưởng phụng hành. Như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được pháp tâm muội kim cang của Đức Như Lai, phát tâm với thần nguyện rộng lớn không gì có thể hủy hoại, thì những vị ấy đều nhờ ở hành dứt mọi tham vướng của Như Lai mà được thành tựu, là như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được pháp tam muội là vua trong các pháp tam muội tên là Phấn Tấn Dũng. Nhờ các vị đại Bồ Tát đạt pháp tam muội đó thì liền có thể hàng phục được các thứ ma. Các hàng thiện nam thì nơi ấy đều do hành dứt mọi tham vướng của Đức Như Lai mà thành tựu đầy đủ, là như các hàng thiện nam thiện nữ có được lòng tin về pháp không bao gồm vô lượng hành của bậc giác ngộ,
Tu tập bốn ý chỉ, mỗi niệm đều thành tựu, nhận rõ trong ngoài đều vô hình tướng, không tịch. Thì những vị ấy đều từ nơi pháp hành dứt sạch tham vướng của Như Lai, cũng là của các bậc thánh hiền và được thành tựu. Như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được bốn thần túc, tâm thức tự tại, mọi sinh hoạt ngồi nằm kinh hành đều không bị trở ngại, đi đến vô lượng thế giới trong mười phương kính lễ cúng dường chư Phật Thế Tôn. Thì những vị thiện nam thiện nữ ấy cũng lại từ nơi hành dứt sạch tham vướng của Như Lai thánh hiền mà được thành tựu trọn vẹn. Như các vị thiện nam thiện nữ cùng với các vị đại Bồ Tát tu tập đại bốn đạt bốn ý đoạn cho đến 18 pháp, 37 phẩm đạo, làm trang nghiêm cõi Phật đủ các tướng tốt, tam thứ âm thanh Phật hơn cả phạm thiên, nếu có chúng sinh được nghe âm thanh của Phật để được giải thoát, thì các vị đó cũng lại từ hành dứt sạch tham vướng của Như Lai và thánh hiền mà thành tựu được. Là như các hàng thiện nam thiện nữ, một mỗi tư duy về các pháp không vô tướng vô nguyện, chẳng trở lại tham đắm giấy tưởng thị phi, duyên vào ba pháp quán ấy, mà sẽ thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Thì các vị thiện nam thiện nữ đó cũng lại nhờ nơi hành dứt sạch tham vướng của Như Lai và thánh hiền nên thành tựu trọn vẹn. Như có các hàng thiện nam thiện nữ từng theo vô số chư Phật Thế Tôn, được Phật thọ ký Bồ Tát sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáp chí kiên cố trọn không hề thoái chuyển giữa chừng, cũng không bị các thứ ma phá hoại ngăn trở. Thì các vị thiện nam thiện nữ đó cũng là nhờ ở hành dứt sạch mọi tham vướng của Đức Như Lai và thánh hiền mà thành tựu được. Bây giờ Bồ Tát Minh Quán thuyết giảng về pháp hành dứt sạch tham vướng của Như Lai và thánh hiền xong, thì có đến 84 ước loại chúng sinh chỉ thích mong muốn tu tập theo hành ấy. Đã có vô số người mong được gần gũi với Bồ Tát Minh Quán, xem Bồ Tát là một bậc thầy gương mẫu, là có vô lượng chúng sinh đều sinh tâm niệm cho rằng hôm nay là Bồ Tát Minh Quán sẽ như đã từ lâu thành bậc vô thượng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn nhận biết trong chúng hội có nhiều người giấy tâm niệm như trên, nên liền bảo Bồ Tát Minh Quán rằng: Bồ Tát hiện nay do có thể nêu giảng thông suốt về hành dứt sạch tham vướng của Như Lai, nói chung trí tuệ giác ngộ của Như Lai là vô cùng vô tận. Về sau này trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp nơi phương trên, cách cõi này 50 hàng xa quốc độ chư Phật, có Đức Phật hiệu là Vô Cấu Như Lai chánh đẳng chánh giác, chỉ thường có nhất thừa để giáo hóa chúng sinh, không hề nghe đến tên gọi hàng đệ tử duyên giác. Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi ấy hiệu là Minh Quán Như Lai Vô Thượng Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Bồ Tát sẽ thành Phật với danh hiệu như thế. Bây giờ hết thảy các vị trong chúng hội thấy Đức Như Lai thọ ký cho Bồ Tát Minh Quán, thì hoặc có người biết rõ sự việc, có người chẳng biết rõ sự việc. Đức Thế Tôn liền quan sát tâm niệm của nhiều người, biết họ đều dấy lòng hồ nghi, liền bảo Bồ Tát Minh Quán rằng: Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ở giữa đại chúng đã thọ ký cho Bồ Tát, có nhiều vị biết rõ sự việc, nhưng có nhiều vị không biết rõ sự việc. Có 8 nhân duyên về sự việc ấy. Những gì là 8? Các hàng thiện nam thiện nữ đã được Như Lai thọ ký sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, hết thảy mọi người không thể biết được, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Chỉ bản thân người được thọ ký, những kẻ khác không được biết. Lại nữa này Bồ Tát Minh Quán, nếu có các vị thiện nam thiện nữ ở trong đại chúng được Như Lai nhận thấy và thọ ký, những người khác đều thấy, nhưng bản thân người ấy thì không biết, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Những người khác thể đều thấy, nhưng bản thân người được thọ ký thì không biết. Này Đại Bồ Tát Minh Quán, nếu có các vị thiện nam thiện nữ được chư Phật Thế Tôn nhận thấy và thọ ký, là vị ấy sẽ thành Phật hiệu là như thế. Bản thân vị được thọ ký nhận biết và những người khác đều nhận thấy, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Bản thân người được thọ ký nhận biết, những người khác cũng đều nhận thấy. Lại nữa này Đại Bồ Tát Minh Quán, nếu có các vị thiện nam thiện nữ ở nơi đại chúng được Đức Như Lai chọn thọ ký, bản thân người ấy không biết và những người khác cũng không biết, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Bản thân người được chọn và những người khác đều không biết. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Minh Quán, như có các vị thiện nam thiện nữ ở nơi đại chúng nhận sự thọ ký của Như Lai, những người được nhận sự thọ ký ấy hãy còn chưa tới nên không cần được Như Lai. Người cần của Như Lai tự nhận biết về sự thọ ký ấy, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Người xa nhận biết, những người gần thì không nhận biết.
Nay Đại Bồ Tát Minh Quán, nếu có các vị thì nam thì nữ ở nơi đại chúng được Như Lai chọn để thọ ký, người gần Như Lai đều tự nhận biết rằng hôm nay Như Lai đã vì mình mà thọ ký, những người xa Như Lai cũng lại nêu lên rằng Như Lai hôm nay đã thọ ký cho chúng ta. Nhưng những người này thực sự chỉ biết được việc thọ ký ấy, đó gọi là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Những người gần thì nhận biết, những người xa thì không biết. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Minh Quán, nhưng có các vị thiện nam thiện nữ được chư Phật Thế Tôn cho để tọa ký sẽ thành Phật hiệu là như vậy, những người gần hay xa cũng đều không được biết, đó gọi là Như Lai tọa ký cho chúng sinh, mọi người xa gần đều không biết. Đức Phật là bảo Bồ Tát Minh Quán, như có hàng thiện nam thiện nữ ở nơi đại chúng được Như Lai nhận thấy và tọa ký, người gần hay xa đều biết, nhưng người khác thì không thấy. Đó gọi là tám pháp nhân duyên của Như Lai và việc thọ ký. Pháp này là Như Lai thọ ký cho chúng sinh. Những người gần xa đều nhận biết, những người khác thì không nhận lấy. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tất ư bà di, cùng các vị Bồ Tát và tám bộ chúng thiên long quỷ thần, ca đập hoa Atulân, Kalula, Chân Đà La, Mahu Lạc Nhân, Phi Nhân rằng, các vị hầu như đã nhận thấy Bồ Tát Minh Quán được thọ ký rõ ràng chân. Tất cả đồng thanh thưa, các bạch Thế Tôn không thấy. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, nếu các vị Đại Bồ Tát được Như Lai tọa ký, lúc mới phát đạo tâm để nhận lấy sự tọa ký ấy là không đồng. Nếu các vị Bồ Tát Minh Quán này được Như Lai tọa ký, bản thân Bồ Tát nhận biết còn những người khác không biết, là vì những người ấy chưa đạt được bốn pháp vô sở ý của Như Lai. Phát tâm với tự nguyện của mình chưa rộng khắp đến mọi chúng sinh, là cũng chưa có được phương tiện trì quyền xảo. Vì thế mà sự tọa ký chỉ bản thân người được tọa ký tự biết, những người khác không biết. Đức Phật bảo các vị tập thánh tử, như có các vị thiện nam thiện nữ nhận sự tọa ký của Như Lai mà người đều thấy, nhưng bản thân người ấy thì không biết. Những người như thế đã phát tâm rộng lớn đến khắp loại chúng sinh, đạt được bốn pháp vô sở ý, và với sự phát tâm rộng lớn có được phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Vì thế sự thực ý ấy, những người khác nhận biết, còn bản thân người được thọ ký thì không tự biết. Đức Phật bảo các vị tộc thánh tử, như có các vị thì nam thì nữ được Như Lai thọ ký, bản thân người ấy tự biết và những người khác cũng đều nhận thấy. Những người như thế là đang an trụ nơi địa thứ bảy, và nhận rõ về quán không, không còn chấp vào các tưởng tham đắm cho cấu nhiễm của chúng sinh. Từ lúc mới phát đạo tâm đã không giấy niệm này, ta sau khi thành Phật sẽ hóa độ từng ấy chúng sinh, chẳng độ từng ấy chúng sinh, mà tâm mở rộng như hư không, chẳng có thể hủy hoại được. Do đạt được bốn pháp vô sở ý của Như Lai, đạt pháp tam muội quán không với các phương tiện quyền xảo. Vì thế sự thọ ký ấy, bản thân người ấy được thọ ký tự biết và người ngoài cũng nhận thấy. Đức Phật bảo các vị tộc thánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ nhận sự thọ ký của Như Lai, bản thân người ấy không biết, người khác cũng không biết. Như thế là những người ấy chưa ở được nơi bảy trụ với địa không thoái chuyển. Tuy có được phương tiện quyền xảo, vừa thích tinh tưởng ba bậc tôn quý, cúng dường kính lễ phụng sự cho Phật Thế Tôn, nhưng chưa đạt được hành dứt sạch tham vướng của Như Lai, chưa có thể làm thanh tịnh quả Phật để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy sự tu ký này, bản thân người được tọa ký không biết và những người khác không nhận thấy. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, như các hàng thiện nam thiện nữ nhận sự tọa ký của Như Lai, những người ở xa được nhận biết, còn những người ở gần thì không nhận biết. Những người như vậy như là trường hợp Bồ Tát Di Lặc đấy. Vì sao mà những thiện nam thiện nữ các căn gồm đủ không rời bỏ thực việc thực hiện hành dứt mọi tham vướng của Như Lai? Do vậy mà sự tọa ký này những người xa nhận biết, còn chính mình và những người gần thì không nhận biết. Đức Phật bảo các vị tập thánh tử, nhưng các vị thiện nam thiện nữ được Như Lai tọa ký, những người gần thì biết, còn những người xa thì không biết, cũng chẳng phải chúng hội có thể ước lượng để biết được. Những người như thế là đã đạt quả vị Bồ Tát, nhưng chưa có thể chỉ nói về các hành của các bậc thánh hiền. Hiện nay như sư tử Bồ Tát sư tử ổn vậy, cái tướng đầy đủ, không lìa bỏ gốc của các pháp, ở trong pháp dứt sạch mọi tưởng, không hề hủy hoại pháp tánh. Vì thế mà sự tọa ký này gần người nhận biết, còn người xa thì không nhận thấy, cũng chẳng phải chúng hội có thể lường tính để biết được. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử,
Như các hàng thì nam thì nữ, được Như Lai tọa ký, cả người phần xa đều tự được biết. Những người như vậy là các hành đều gồm đủ, đã thực hiện vô lượng các Phật sự chẳng thể nghĩ bàn, vượt qua khỏi biển rộng sinh tử, đạt đến bờ giải thoát. Vì sao? Vì những thiện nam thiện nữ ấy, các căn gồm đủ, không hề rời bỏ việc thực hiện hành dứt sạch tham vướng của Như Lai, đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, thể hiện rõ các thần đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật. Hiện nay như Bồ Tát Nhu Thuận vậy, vì thế sự đặc ký này là cả người, những người gần xa cũng đều nhận biết. Đức Phật bảo các vị Tập Tánh Tử, như các vị thiện nam, thiện nữ, nhận lấy sự tọa ký của Như Lai, những người gần không biết được, những người xa cũng không thấy. Những người như thế là các hành chưa được đầy đủ, chưa có được những phương tiện quyền xảo, tôi đã lìa bỏ năm thứ dục nhưng chưa có thể hoàn bị pháp tạng của Như Lai. Hiện nay như Bồ Tát đẳng hành vậy. Đức Phật bảo các vị Tập Tánh Tử, như có các vị Đại Bồ Tát phụng trì tu tập tám pháp nhân duyên ấy, thì ta nay xem những vị đó như chính mình không khác, cũng lại khiến cho chư Phật Thế Tôn khắp mười phương nhận biết và ủng hộ. Bấy giờ Tất Đà Hoằng Nhân liền rời khỏi tòa ngồi của mình, đứng dậy, dự tính đi đến chỗ Đức Phật để cung kính đảnh lễ, rồi đứng qua một bên nếu bày sự việc, nên chỉ trong chốc lát đã đến trước chỗ Đức Phật, quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con tên là Câu Dật, hiệu là Thiên Đế Thích. Kính bạch Thế Tôn, chấp thuận cho điều sẽ được nếu bày. Đức Phật nói: lành thay, này Câu Dật, do có thể nghi vấn gì thì lúc này rất thích hợp để nói bài. Tất Đà Hoằng Nhân thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như có hàng thiện nam thiện nữ thực hiện và phát huy hành dứt sạch mọi tham vướng của Như Lai, gồm đủ tám pháp nhân duyên và sự tọa ký, thì chúng con và chư thiên sẽ xin hộ trì các vị thiện nam thiện nữ ấy, khiến họ được thành tựu trọn vẹn rốt ráo, không giữa chừng thoái chuyển, và xuống hàng A-la-hán bất chư Phật. Lúc này Tất Đà Hoằng Nhân ở trước Đức Phật liền đọc bài tụng: Gốc không chẳng chúng vướng, lìa hẳn mọi đường ác, do đâu nay Như Lai tạo ký có cao thấp, xưa từ vô số kiếp công đức chẳng thể lường, tích lũy mọi công đức các tướng tại gồm đủ, Như Lai gốc các pháp không sinh diệt gắn lìa, Thế Tôn nay tọa ký luận bàn tướng thấp cao, đạt định chẳng giới niệm, sinh diệt không chúng có, các pháp như huyễn hóa, tên hiệu chẳng chân thật, rõ gốc chốn không khứ lai, nguyện vui pháp vô sinh, dễ nói trí ba đạt, từ hạn đến vô hạn. Nay vì Thiên Đế Thích cởi buộc giúp mọi kết, mong Thế Tôn thọ ký và lâu thành chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kẻ đáp lại Thích Đạo Hoằng Nhân: Nay vị Thiên Đế Thích, công đức mọi hành nhiều đã từ vô số đời cho đức thêm ngời sáng, nay làm thân Thiên Đế trả nhiều đại tiểu kiếp 36 thành bại chẳng rời tà nguyện gốc, ngàn Phật huynh đệ qua lại không còn hiện kiếp, khoảng ấy hoàn toàn vắng 24 trung kiếp, sao mới có Phật hiện, mười lực vô sở ý, thanh tịnh đức Phổ Tôn, cõi nước tên Phổ Nhẫn, Phật ấy thọ mạng lâu ở đời trong bảy kiếp, giáo hóa đã hoàn tất không tịch nẻo diệt độ, pháp lưu trụ thế gian cũng trải được bảy kiếp, dần dần chánh pháp diệt chẳng nghe hiệu Tam Tôn, khoảng giữa lại dứt hẳn, lại trải qua năm kiếp, người nơi quốc độ ấy xin nói vị Như Lai: Ta nay thọ ký ngươi ấn Như Lai gốc không, hiệu là Vô Trước Tôn, bậc quỷ trong ba cõi, riêng bước không kẻ sánh, thuyết giảng pháp vô tận, giáo hóa A Tăng Kỳ, độ vô lượng chúng sinh. Bây giờ Tất Đà Hoằng Nhân được nghe Đức Như Lai đã chọn thọ ký cho mình, đã cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi dạo quanh chư Phật ba vòng, rồi trở lại tòa ngồi cũ. Lúc này Ác Ma Ba Tuần tâm tự suy nghĩ: Đại Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa chúng sinh, chuyển pháp luân dứt sạch mọi tham đắm vướng mắc, dùng các phương tiện quyền xảo để dẫn dắt hết thảy mọi kẻ chưa được giác ngộ. Chúng Bồ Tát đều là hạng đại trí, đủ các thần thông để được thọ ký an trụ nơi địa không thoái chuyển. Nhưng bậc thánh hiền ấy thì ta không nghi ngờ gì. Này Thích Đại Hoằng Nhân là thuộc bộ phận lãnh vật của ta trông coi, lại trước tiên được Đức Như Lai chọn để thọ ký. Như ta hôm nay là tâm đã lìa hành ma, không còn gắn bó trong cảnh ái dục tham cầu vinh hoa, vì sao Đức Như Lai không tạo ký cho ta?
Bây giờ Đức Thích Tôn biết rõ tâm niệm của Ma Ba Tuần, liền nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên rằng: Tôn giả có thể nhận lãnh việc đấng trước Như Lai thuyết giảng về việc các vị Đại Bồ Tát được tạo ký với đầy đủ ý nghĩa chân. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vâng theo uy thần của Phật, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cùng kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con xin nhận lấy việc nêu giảng pháp tọa ký đối với hàng đại Bồ Tát. Đức Phật nói: Này Tôn giả Mục Kiền Liên, nếu có thể nhận lấy việc thuyết giảng pháp ấy thì bây giờ thật là đúng lúc. Tôn giả Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhờ có các vị đại Bồ Tát đối với các pháp không sinh tâm tham đắm cấu nhiễm, bèn tự cho mình hơn hết coi thường những bậc tu học đi trước. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế rõ ràng là đang còn ở cõi phàm phu, chưa đáng được gọi là Bồ Tát, chưa đáng được tôn xưng là đã được Như Lai tọa ký. Tôn giả Mục Kiền Liên lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như có các vị thiện nam thiện nữ nhận thấy người được tọa ký liền sinh tâm niệm tăng thượng mạng, cho rằng mình là hàng phú quý, người kia là hàng thấp kém. Những vị thiện nam thiện nữ như thế cũng còn ở nơi cõi phàm phu, không đáng được gọi là Bồ Tát, chưa đáng được gọi là người đã được Đức Như Lai tọa ký. Tôn giả Mục Kiền Liên lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ đạt được trí tuệ sáng tỏ của Phật, nhận rõ ba pháp quán không vô tướng vô nguyện, liền được Đức Như Lai tọa chọn để tọa ký. Nhưng có chúng sinh thấy người ấy được tọa ký liền sinh tâm ganh ghét, cho rằng Như Lai sao lại chọn người này được tọa ký trước. Những hàng thiện nam thiện nữ như vậy cũng là còn ở nơi cõi phàm phu, chưa đáng được gọi là Bồ Tát, chưa xứng được gọi là Đức Như Lai tọa ký. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhưng có các vị thiện nam thiện nữ đạt được toàn túc của Phật với bốn pháp vô sở ý, đi đến khắp cõi không để chuyển pháp luân, sử dụng các phương tiện quyền xảo không hề bị trở ngại, giáo pháp được diễn giảng đều đem lại lợi ích cho chúng sinh, nên được Phật chọn để thọ ký. Nhưng có chúng sinh đạt được trí tuệ thế tục biện tài bậc nhất, tỏ xưa rõ nay thông đạt ba đời, tự mình suy nghĩ và suy niệm cho rằng mình là người biết rộng nghe nhiều, không việc gì mà không quán xuyến, Như Lai sao lại không chọn mình để tọa ký, trái lại đã chọn người ấy để trao truyền. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế cũng là còn ở cõi phàm phu, cho đáng được gọi là Bồ Tát, lại càng không xứng để được gọi là người nhận sự tọa ký của Như Lai. Tôn giả Mục Liên lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhờ có các vị thiện nam thiện nữ đã được pháp nhẫn vô sinh bốn bậc gồm đủ, đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, gốc theo Đức Phật này để phát đạo tâm, là nhận được sự tọa ký của Đức Phật khác. Nhưng có chúng sinh tự giấy tâm niệm cho rằng người ấy không phải thuộc chúng với ta, chẳng phải cùng một môn phái với ta, sao Đức Như Lai lại chọn trước người ấy mà không tọa ký cho ta. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế cũng là còn ở cõi phàm phu, chưa đáng được xưng là Bồ Tát, chẳng xứng được Như Lai chọn để thọ ký. Tôn giả Mục Kiền Liên lại thưa với Đức Phật: Như có các vị thiện nam thiện nữ đã góp sức chuyển bánh xe pháp chánh pháp vô thượng, sao pháp thần thông biến hóa không chút trở ngại, sử dụng các phương tiện quyền xảo để thuyết phục chúng sinh, các vị đại Bồ Tát ấy đã được Như Lai chọn để thọ ký. Lại có chúng sinh ở nơi ba độc chưa dứt sạch được tâm ái dục, chứ có thể thích ứng trong việc vâng theo chư Phật để tu tập, để giới hồ nghi mà suy nghĩ rằng nay xem người ấy chưa có chỗ đạt được, chỉ là do Như Lai trong uy lực mà cảm mến. Vì bậc thiện nam ấy xét kỹ chỉ có sự biến hóa mà thôi, ở trong sự phân biệt kia đây, như vậy là mà giới tưởng cho do dự. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế đều còn ở cõi phàm phu, chưa đáng gọi là Bồ Tát, nó càng không xứng để Đức Như Lai tọa ký. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhờ có các vị thiện nam thiện nữ sinh ở loài rồng phát tâm Bồ Tát, các hành gồm đủ không chút thiếu sót sơ hở, nên được Đức Như Lai chọn để tạo ký. Và có chúng sinh lại tự suy nghĩ cho rằng ta được thân người các căn đầy đủ này, được thông tỏ chánh pháp, sáu tình được trọn vẹn, Như Lai làm sao không tạo ký cho ta, này trái lại chọn tạo ký cho vị rồng ấy. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế là đều còn ở hàng phàm phu, chưa xứng được gọi là Bồ Tát, nên chưa đáng được Như Lai tọa ký. Tôn
Tôn giả một kiền liên lại tôi với Đức Phật. Nhờ các vị thiện nam thiện nữ đã được tọa thân hình chư thiên và phát tâm Bồ Tát, dứt lìa hẳn mọi thứ ràng buộc tham đắm công chúc luyến tiếc, rồi bỏ ngôi vị vinh hoa xa địa năm thứ dục lạc xấu tình được thu giữ, giúp tu pháp thanh tịnh, đoạn hẳn tâm pháp thế gian, không rơi vào mười nghiệp ác, nên được Như Lai chọn để thọ ký. Như có chúng sinh tự giới tâm niệm cho rằng nay xem vị thiên đó các hành chưa đủ, chưa bỏ được hình tướng ấy để nhận lấy thân người, vì sao Như Lai lại chọn vị đó để thọ ký mà không trao truyền cho ta? Những hai thiện nam thiện nữ như thế đều còn ở cõi phàm phu, chưa xứng là bậc Bồ Tát nên chưa đáng để được Như Lai chọn thọ ký. Tôn giả một kiền liên lại tôi với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, hoặc có chúng sinh thọ nhận hình tướng được cõi địa ngục, Đức Phật đã dùng thần lực đi đến cõi ấy để thọ ký. Như con trước đây đã vâng theo lời dạy của Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Nhưng có chúng sinh tự giấy suy nghĩ cho rằng thọ nhận thân hình ở cõi địa ngục phải chịu bao nỗi thống khổ vô lượng, nào cảnh dầu sôi lửa đốt, chết rồi liền sinh, nào cảnh núi đao rừng kiếm lò than vòng sắt nung đỏ, nào cảnh xe lửa gió táp trụ đồng của đá đủ kiểu khảo tra, ở nơi cõi đó phải nhận lấy thống khổ thật không kể xiết. Hoàn cảnh như vậy làm sao có được đạo tâm? Như Lai hôm nay là chọn cái để thọ ký, còn như chúng ta đã được thân người lại không được chọn. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế cũng đều còn ở hạng phàm phu, chưa xứng để gọi là Bồ Tát nên chẳng được thọ ký danh hiệu Như Lai. Tôn giả một kiền liên lại thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, những các vị thiện nam thiện nữ sinh trong cõi ngạ quỷ, nhận hình tướng ngạ quỷ, như cha của Bồ Tát Thiện Kiến, nội tổ của Tôn giả Xá Lợi Phất, mẹ của Trưởng giả Thiện Trí, và nhận lấy hình tướng khổ não. Thân hình thì quá dị, nỗi thống khổ phải chịu thì không sao kể hết, dù muốn chết đi cũng không thể được. Nhưng Thế Tôn với lòng đại từ bi, nên đã sai Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến nơi từng người, khiến họ phát đạo tâm, nhận lấy sự thọ ký của Phật. Nhưng có chúng sinh lại tự giấy tâm niệm cho đàn hàng ngạ quỷ chịu khổ não thật vô cùng, mọi sự đói khát lạnh lẽo độc hại không sao lường tính hết. Nhờ này Đức Như Lai lại tự ký cho hàng ấy mà không chọn mình. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế cũng đều là còn ở hàng phàm phu, không đáng được gọi là Bồ Tát nên chẳng được tọa cái danh hiệu Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả một kiền liên rằng: lành thay, này vị tộc tánh tử, Tôn giả đã nhận lấy việc đơn giản thông suốt về các hành vô ngại trong sự thọ ký cho hàng Bồ Tát, thật xứng đáng là hàng đệ tử của Phật, chẳng phải là những suy nghĩ phát sinh từ tham dục. Lúc này Ác Ma Ba Tuần lại tự giấy suy niệm: ôi, mọi nẻo hành của ta sẽ chẳng nhầm lẫn chăng, đã được nghe Tôn giả đã một kiền liên nêu giảng, thật chẳng phải nói đến mọi người, mà chính là nói về ta. Tức thì Ma Ba Tuần liền rời chỗ ngồi đứng dậy, dứt bỏ tâm cao ngạo, kiêu mạn, đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ, ngang chân Phật rồi thưa: kính bạch Thế Tôn, con này do ngu si lầm lạc nên mài lẫn quẩn ở nẻo tà kiến, chưa thấy được con đường chân chánh. Này Thích Đề Hoằng Nhân là vị thiên đế, dưới sự cai quản của con đã được Đức Như Lai chọn để thọ ký trước. Điều ấy khiến con đã giấy ý bỉ tử, sinh tâm thị phi. Kính mong Thế Tôn nhận lấy sự hối cải và lầm lỗi của con, dứt trừ gốc tham dục, không còn tham đắm trong sự mong cầu vinh hoa nữa. Đức Phật bảo Ma Ba Tuần: người nay nơi chỗ mình ngồi có thấy Bồ Tát Di Lặc chăng? Ma Ba Tuần thưa: kính bạch Thế Tôn, con có trông thấy Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật bảo Ma Ba Tuần: chính Bồ Tát Di Lặc ấy sẽ thọ ký cho ngươi được hiệu Bồ Tát. Phẩm 27. Trí thanh tịnh dứt trừ cấu nhiễm. Về phương Đông, cách xa cõi này 37 hằng xa thế giới, có cõi Phật tên là Hoa Nghiêm. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Nhất Ý Như Lai, Vô Thượng Chánh Giác, 10 tôn hiệu gồm đủ. Đức Như Lai ấy đã sai một vị Bồ Tát tên là Tịnh Nhất Thiết Địa đi đến thế giới Ta Bà. Đây là bậc các hành gốc đã gồm đủ, ý luân định không vọng loạn,
thực hiện các pháp chánh thọ tam muội không hề bị ngăn ngại. Mọi đồ sứ của Phật thể đều đi đến, không bị cấu nhiễm đối với pháp giới, luôn dứt sạch tự chấp tội ta. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, để trước Đức Phật cung kính quỳ mọp đầu gối phải chạm sát đất, chắp tay thưa: Kính bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, nếu được chấp thuận thì mới dám bày tỏ. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Này vị Thập Thánh Tử, nếu muốn thưa hỏi Như Lai về những điều còn hồ nghi thì cứ việc nêu bày. Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là các hàng thiện nam thiện nữ cúng dường chư Phật mà không giấy tưởng chấp về chư Phật? Đối với gốc của các pháp cũng lại như thế, tôi hóa độ chúng sinh mà không giấy niệm về chúng sinh. Hành đạo Bồ Tát không hề làm mất tâm ý gốc, thực hiện đầy đủ các nguyện cũng như đức hạnh được sung mãn, luôn có được tâm thanh tịnh, không liền trí tuệ sáng suốt. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, nhờ có các hàng thiện nam thiện nữ tư duy nhận rõ gốc hành của Đại Thừa là kho tàng thâm diệu trong thể nghĩ bàn, thì trước nên tu học các pháp chánh thọ định ý để dứt trừ tưởng loạn vọng xấu. Sau đấy mới tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật. Từ quán thân là không, quán về tâm của người khác cũng như thế. Nhưng các vị thiện nam thiện nữ nhập các pháp tam muội định, tâm không động chuyển, tất có thể nhận biết rõ hết thảy các hành. Thế nào là các vị thiện nam thiện nữ nhập các tam muội định ở nơi tất cả các pháp tư duy phân biệt không hề có sự nhầm lẫn sai lạc? Này các vị tộc thánh tử, như thế đấy, nếu có các vị đại Bồ Tát căn lực đều được vững chắc đã không thoái chuyển, thì liệu có thể nhập định từ quán gốc của thân, chốn gốc ấy từ đâu lại, mà mỗi phân biệt tất nhận rõ sự sinh diệt đến, chẳng rõ từ chỗ nào đến, đi cũng không tường sẽ tới nơi nào. Những vị thiện nam thiện nữ ấy, từ pháp định ý xuất thì lại nhập pháp định ý, nên quán bên ngoài thân, mà mỗi phân biệt về các loài chúng sinh, là nhận thấy vô lượng bức độ của chư Phật có thọ nhận hình tướng hay không thọ nhận hình tướng. Hoặc lúc này các vị thiện nam thiện nữ rồi lại nhập định quán bên trong bên ngoài thân, quán thân ta, thân kẻ khác để phát hiện sự sai khác cùng những nét chung như ta thường quán tưởng. Quán hướng cầu Đại Thừa không hề lìa chúng sinh, có quá vị duyên giác, cũng không chỉ cầu thanh tịnh được cõi Phật. Hàng đệ tử tu học thì nếu theo âm thanh để thọ nhận giáo pháp xa lìa mọi ràng buộc trong ba cõi, đó gọi là thực hiện pháp định, quán về trong ngoài thân, phát hiện những điểm khác và những nét chung nhau. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, nhờ có các vị thiền nam thiền nữ nhập các pháp định chánh thọ tam muội, có thể khiến cho vô lượng thế giới thể cùng theo sự giáo hóa của mình từ giáo hóa được giải thoát. Tùy theo sự an lạc của tâm ý, nhận đấy có thể thực hiện đối với trăm ngàn pháp tam muội, trong đó ý luôn được thâu phục không chút vọng loạn, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ có thể pháp Đại Thừa không để bỏ chúng sinh. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, như có các hàng thiện nam thiện nữ nhập pháp định nhất thân thì liền có thể quan sát gốc tâm của chúng sinh, hoặc các tham dâm giận dữ si mê, hoặc không có ba thứ độc ấy, sẽ tùy theo hạnh gốc của họ và đổi thoát. Những thiện nam thiện nữ đó ra khỏi pháp định nhất thân thì lại nhập pháp định chúng đa thân, quán về các loại chúng sinh có hoặc không có tham dâm giận dữ si mê, tùy theo hạnh gốc của mỗi loài và độ thoát họ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, như có các hàng thiện nam thiện nữ nhập pháp tam muội vô hình quán, quan sát khắp tâm của mọi chúng sinh, nhận biết mọi sở niệm của chúng sinh giống nhau hoặc chẳng đồng, là có pháp tam muội gọi là quán chúng sinh tâm. Để Bồ Tát đạt được pháp định ấy thì liền có thể quan sát chúng sinh trong sáu trong cõi người, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương, hàng nào nhiều tham dục giận dữ si mê, hàng nào không có ba độc ấy, để tùy theo hạnh gốc của họ mà độ thoát. Đức Phật bảo vị tộc thánh tử, lại có pháp định ý nhận biết tâm của hàng diệt xoa, Đại Bồ Tát đạt được pháp tam muội ấy thì liền có thể quan sát khắp tâm của hàng diệt xoa, nhận biết mọi sở niệm có hoặc không có, tham dâm giận dữ si mê, sẽ theo hạnh gốc của hàng ấy mà độ thoát họ. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm của loài rồng,
ai Bồ Tát đạt được pháp định ấy thì liền có thể quan sát tâm chúng sinh trong cõi rồng, nhận biết về mọi sở niệm, biết khắp vô lượng thế giới ở mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hành gốc của loài đó mà hóa độ. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý chẳng biết tâm của hàng Atulân, là Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy để có thể quan sát mọi sở niệm của hàng Atulân, quán tưởng nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hành gốc của loài ấy mà hóa độ. Đức Phật bảo vị Tập Thánh Tử là có pháp định ý nhận biết tâm của chư thiên, là Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy để có thể quan sát tâm của mọi chúng sinh ở cõi trời, nhận biết về khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hành gốc của họ mà độ thoát. Đức Phật bảo vị Tập Thánh Tử là có pháp định ý nhận biết tâm của hạng phàm thiên, là Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm của hạng tịnh chí thiên, nhận biết về khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà hóa độ. Đức Phật bảo vị Tập Thánh Tử là có pháp định ý nhận biết về tâm của chúng sinh nơi cõi dục, là Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát về tâm của chúng sinh trong cõi dục, nhận biết khắp vô lượng thế giới ở mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hành gốc của họ mà độ thoát. Đức Phật bảo vị Tập Thánh Tử lại có pháp định ý nhận biết về tâm chúng sinh ở cõi địa ngục, là Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát mọi chúng sinh nơi cõi địa ngục, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà độ thoát. Đức Phật bảo vị Tập Thánh Tử lại có pháp định ý biết tâm của chúng sinh ở cõi Phất Phu Đại, để Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy để có thể quan sát mọi chúng sinh ở cõi Phất Phu Đại, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết về tâm của chúng sinh cõi chim phù địa, để Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát mọi chúng sinh ở cõi chim phù địa, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết tâm chúng sinh ở cõi Cồ Gia Ni, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm ý chúng sinh ở cõi Cồ Gia Ni, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh ở cõi Uất Đan Việt, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm của mọi chúng sinh nơi cõi Uất Đan Việt, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh một cõi bốn thiên hạ, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy để có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi một cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm chận chữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết tâm niệm chúng sinh nơi hai cõi bốn thiên hạ, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi hai cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết tâm niệm chúng sinh nơi ba cõi bốn thiên hạ, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi ba cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi bốn cõi thiên hạ, đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi bốn cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi năm cõi bốn thiên hạ,
Để Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi năm cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm chẳng dẫn si mê, là tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi sáu cõi bốn thiên hạ. Để Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi bảy cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi bảy cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi tám cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi tám cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi chín cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi chín cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi mười cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi mười cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi 100 cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi 100 cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi 1.000 cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi 1.000 cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi 1.000 cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi 1.000 cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi ức vạn cõi bốn thiên hạ. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, để có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi ức vạn cõi bốn thiên hạ, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi một cõi Phật. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, để có thể quan sát nhận biết tâm niệm của mọi chúng sinh nơi một cảnh giới Phật, thấu tỏ khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi mười quốc độ chư Phật. Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi mười quốc độ chư Phật, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, là có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi 100 quốc độ chư Phật. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi 100 quốc độ chư Phật, chẳng biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, đã tùy theo hạnh gốc của họ mà giải hóa độ thoát. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Địa, lại có pháp định ý nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi 1.000 quốc độ chư Phật. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy, liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi 1.000 quốc độ chư Phật, nhận biết khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm giận dữ si mê, là tùy theo hạnh gốc của họ và giáo hóa độ thoát.
Đức Phật bảo Bồ Tát tỉnh như thế đệ, lại có pháp định ấy nhận biết tâm niệm của chúng sinh nơi một ức quốc độ chư Phật. Đại Bồ Tát đạt được pháp định ấy liền có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi một ức cõi Phật, quán tưởng thấu rõ khắp vô lượng thế giới trong mười phương có hay không có tham dâm nhận giới si mê, để tùy theo hành gốc của họ mà giáo hóa độ thoát hết thảy. Như thế là các vị Đại Bồ Tát ở nơi pháp định ấy đã đạt được hoàn toàn đầy đủ các pháp tam muội phương. Đức Phật bảo Bồ Tát tỉnh giác thiết địa rằng, nhờ có các hàng thiện nam, thiện nữ dốc tâm phụng trì tu tập pháp môn ấy, thì liền đạt được đầy đủ các tướng của Như Lai. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát tỉnh giác thiết địa, nhờ có các hàng thiện nam, thiện nữ đạt được pháp định ấy, tam muội ấy, thì có được phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh, là cái được 10 việc đem lại những thành tựu công đức. Những gì là 10? Một, mọi ngữ khí nêu ra đều thanh tịnh được cho người tin tưởng hâm mộ. 2. Không hề làm mất bản ý, không chỉ trách sự thọ nhận của người khác. 3. Thông tỏ về toán số, biết rõ 64 nẻo biến đổi. 4. Phân biệt nhận rõ các pháp không, không hình tướng. 5. Nhận rõ về các pháp về vị lai, giải thoát dứt mọi ràng buộc. 6. Đối với pháp hiện tại, luôn nhớ đến pháp đã được chứng đạt thành tựu. 7. Luôn nhớ các hành quá khứ, rõ được tính chất vô tướng. 8. Đối với pháp vô tướng nhận ra gốc không như mi như nhiên. 9. Nhận rõ sự sinh diệt tự nhiên, không tham chấp ba đời. 10. Bồ Tát thực hiện các pháp định ấy luôn không làm mất thứ lớp. Đó gọi là Đại Bồ Tát nhập định tam muội, để có thể quan sát tâm niệm của mọi chúng sinh nơi một ức cõi Phật, hạng có nhiều tham dâm giận dữ si mê, hạng không có ba thứ độc ấy, để tùy theo hạnh gốc của họ mà giáo hóa độ tất hết thảy. Phẩm 28 không gián đoạn. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành, như có các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới dốc ý phát tâm Bồ Tát, để dốc lòng tu tập năm pháp để dứt sạch mọi khiếp nhược. Những gì là năm pháp? Một, khuyến khích khiến tiến theo người đi trước, không để bỏ đạo tâm. 2. Nhận rõ pháp giới không hủy hoại pháp tánh. 3. Luôn dốc một ý thanh tịnh, không giấy tưởng khác. 4. Khéo dùng các phương tiện để hóa độ những kẻ vô giác ngộ. 5. Đạt được 32 pháp định ý, thực hiện không chút loạn động. Này Bồ Tát đẳng hành, đó là hàng Đại Bồ Tát. Từ lúc mới bắt đầu dốc ý, nhằm giữ vững tâm Bồ Tát đã dốc lòng tu tập năm pháp ấy, không hề rời bỏ đạo tâm. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành, như có các hàng thị nam thị nữ, lúc mới bắt đầu phát tâm Bồ Đề là có năm pháp cần tu tập. Những gì là năm pháp? Một, phân biệt nhận rõ ba đời, không lìa tính chất không vô. 2. Gắn làm thanh định quốc độ của mình để nuôi dưỡng chúng sinh. 3. Nhận thức luôn phân biệt, không thể nhận cảnh vật từ bên ngoài vào. 4. Có được thần túc thần thông, luôn có mặt trong mỗi niệm hiện tại. 5. Dùng các trí hiện tại để trang nghiêm cho chính mình. Này Bồ Tát đẳng hành, đó gọi là hàng Đại Bồ Tát từ lúc mới bắt đầu phát tâm để tu tập năm pháp ấy mà thành tựu được các pháp dứt mọi nghi vấn, thì tới thành Phật không còn mang lấy sự khiếp nhược. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành, như các hàng thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Tát thì phải nên thực hiện năm pháp để tự trang nghiêm mình. Những gì là năm pháp? Này các vị tập thánh tử, như các vị Đại Bồ Tát lúc mới bắt phát tâm Bồ Đề nhập các định pháp định ấy, có thể khiến cho mười phương thiên hạ thể đều là bảy thứ châu báu. 2. Khiến cho chúng sinh nơi quốc độ mình dứt trừ ba độc tham dâm chặn giới si mê. 3. Ngay lúc mình thành Phật còn dốc lòng tu tập ba pháp tuệ không. 4. Dùng nhất thiết nhất tướng để trang nghiêm không lìa gốc tuệ. 5. Thể hiện sắc thần thông không tự đề cao mình. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới bắt đầu phát tâm hành đạo Bồ Tát đã luôn thực hành năm pháp để tự trang nghiêm. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát tâm tu tập đạo Bồ Tát đã có năm pháp cần tu tập. Những gì là năm pháp? Một, tu duy về các pháp vô hình tướng của Như Lai. 2. Không về hay làm trái với bản tánh các thệ nguyện lớn lao quan trọng của chư Phật. 3. Tự nhận biết giới gốc của tha mạng thấu rõ về nẻo thứ hai về khứ lai. 4. Không vướng ở sự phân biệt ta người tọa mạng sẽ liền năm nẻo khổ nạn. 5. Nhận rõ gốc các pháp là tự như thế, không còn thấy có sinh diệt. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ luôn tu tập năm pháp ấy để tự trang nghiêm. Đức Phật bạc Phật bảo Bồ Tát đẳng hành, nhờ có các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát tâm hành đạo Bồ Tát phải luôn tu tập thực hiện năm pháp chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là năm pháp?
một nhận rõ thần đức của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn, hai kho tàng giáo pháp của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn, ba một đạo hành hóa tạo quả thọ phước báo là chẳng thể nghĩ bàn, bốn quốc độ của chư Phật là chẳng thể nghĩ bàn, năm sở thuyết giảng truyền bá đạo pháp là chẳng thể nghĩ bàn. Đó gọi là các hàng thiền nam thiền nữ. Từ lúc mới bắt đầu phát tâm bồ đề là dốc tu tập thực hiện năm pháp chẳng thể nghĩ bàn ấy, để từ trang nghiêm cho tới khi thành tựu đạo quả Phật Đà. Bây giờ Đức Phật Thế Tôn ở đây đại chúng bèn đọc bài kệ: chư Phật vượt nghĩ bàn, đạo thuyết giảng cũng thế, tư duy gốc muôn loài, ngọn nguồn chẳng thể rõ. Nếu đuốc bốn thánh đế so tỏ gốc vô minh, luôn nhớ nghĩ vô thường, dứt trừ mọi trói buộc, số kiếp thật không cùng, vô tận chẳng có tận, chỉ vì chúng sinh lầm muốn biết tâm gốc không. Phàm muốn học trước hết nghe nhận pháp thâm diệu, cũng chẳng hành nhị thừa, chẳng thể lường tính nổi. Phật vốn phát thể lớn, quyết trừ năm nẻo sâu, hành tận do tâm rộng, nên hiệu nhân trung tôn. Đại Phật chẳng bến bờ, thần trí thật vô lượng, chẳng tạo gốc khổ thân, tận trừ nạn ba đời. Pháp anh lạc chư Phật, tự giác không thầy truyền, tâm định như hư không, luôn tưởng duyên tưởng lạc. Ta từ vô số kiếp, nhận định chẳng lìa không, nhất ý thành một đạo, nên hiệu nhân trung tôn. Là nơi vô số kiếp phụng sự chư Thế Tôn, sinh tận dứt mọi chấp, tự đạt tu chánh giác. Chư Phật giáo hóa đời, chánh pháp đem an lạc, làm thanh tịnh cõi Phật, chẳng nhiễm dục ba cõi. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ ấy, ba Bồ Tát đẳng hành rằng: nhờ có các hàng thiền nam thiền nữ phụng trì tu tập năm pháp thâm diệu chẳng thể nghĩ bàn, ta sẽ được chư Phật trong mười phương tại đều đến để ủng hộ, không hề bị đám ma oán cản trở quá nhiều. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành: nhưng các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát tâm hành đạo Bồ Tát và nên tu tập thực hiện năm pháp chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là năm pháp? Một, đem pháp định ý mình đã thực hiện nêu bày cho khắp mọi chúng sinh, để họ đến với mọi cõi Phật không hề tỏa chuyển. Hai, không dựa cậy vào ba đường để tu tập, để thọ nhận đạo quả chứng đạt. Ba, đối với biển giáo pháp vô lượng đều luôn như có mặt trong hiện tại, bố tu tập các tướng pháp môn, đạt được đầy đủ trí tuệ biện tài, năm phân thân để giáo hóa khắp mọi nơi chốn, đạt được ánh sáng giác ngộ của sáu pháp ba la mật. Đó gọi là hàng tập tánh tử, từ lúc mới bắt đầu dốc ý thể hiện tâm Bồ Tát thực hiện âm pháp chẳng thể nghĩ bàn ấy, nên liền có thể đạt đầy đủ các hành của Như Lai. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành: nhưng có các hàng thiện nam thiện nữ tư duy nhận rõ gốc của năm pháp khổ, những gì là năm? Một, nhận rõ của nguồn của sắc để không dây thức tham vướng. Hai, luôn suy nghĩ về 108 sự thọ nhận, không còn cảm thấy khổ vui. Ba, hoàn toàn dứt sạch các tưởng không giác khởi ý vọng loạn. Bốn, lãnh hội gốc của 12 nhân duyên là không có sự tạo tác ấy. Năm, nhận biết tính chất thần diệu vô hình, không thể suy cứu tận cùng được. Này Bồ Tát đẳng hành, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ tư duy nhận rõ về gốc của năm pháp cổ. Nhờ đấy luôn gần gũi kho tàng giáo pháp của Phật, không xa lìa của nguồn các con đường của những bậc giác ngộ. Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành: như có các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới bắt đầu phát tâm tu hành Bồ Tát là có năm pháp chẳng thể cùng tận, phải nên nhận biết tu tập những gì là năm pháp. Một, vô số công lao chẳng thể cùng tận. Hai, 84 thứ trí chẳng thể cùng tận. Ba, các pháp giác ngộ của Như Lai là chẳng thể cùng tận. Bốn, các pháp định cốt yếu là chẳng thể tận cùng. Năm, tam thứ âm hưởng chẳng thể tận cùng. Này Bồ Tát đẳng hành, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát ý dốc thể hiện tâm Bồ Tát đã tập năm pháp chẳng thể tận cùng ấy, nên liền đạt được đầy đủ các pháp của Như Lai. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát đẳng hành: như các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới bắt đầu phát tâm tu hành Bồ Tát tu tập thực hiện sáu pháp ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn, những gì là sáu pháp ấy? Như các hàng thiện nam thiện nữ không hề tiếc đến thân mạng, tùy theo nhu cầu của đối tượng trước mắt, không trái với tâm ý của mọi người, ở trong ấy thực hiện đầy đủ pháp bố thí ba la mật, thì đạt được đủ bốn thủ pháp thí ba la mật, nhưng luôn thu giữ giữ gìn giới luật đối với người, không hủy hoại bản tánh của giáo pháp.
Thế nhưng kẻ hung dữ thì khuyến khích khiến họ nhẫn nhục. Nếu người biếng trẻ thì khuyến khích họ tinh tấn. Họ có chúng sinh với mắt trong 62 thứ kiến chấp, tâm ấy luôn bị rối loạn lầm lạc, không thấy được đạo lối giải thoát. Không tịch thì phải dốc thầu phục những chúng sinh ấy, chuyên tâm thiền định, xua trừ các tưởng loạn, không giấy nhị kiến. Và có chúng sinh do tâm luôn ôm chặt lấy si mê nên mãi bị chìm đắm trong các trong cõi tối tâm, thì phải sử dụng các phương tiện để thuyết phục hạng chúng sinh ấy, khiến họ tiếp cận được ánh sáng giác ngộ. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Nhờ các hàng thiện nam thiện nữ, từ lúc mới phát tâm tu tập tu hành Bồ Tát thì ở trong một pháp ba la mật liền đạt được đầy đủ 6 pháp độ vô cực ấy. Thế nào là ở trong một pháp ba la mật có thể được đầy đủ 6 pháp độ vô cực? Như có chúng sinh dốc lòng trì giới, không hủy hoại bản tánh của giới. Ở trong sự trì giới ấy đã gồm đủ bố thí, không chỉ trách sự thọ nhận của kẻ khác, luôn thể hiện sự nhẫn nhục. Nó có chúng sinh bị người khác hủy nhục, nhưng tâm không giận dữ, không giấy tưởng rối loạn. Ngày đêm tinh tấn không biến trễ lười nhác, tôi giữ gìn giới cấm mà ý luôn được định không bận loạn. Như thế là ở trong việc hòa hợp giới tánh của giới đã không hề hủy hoại đối với thiền, trí tuệ được thể hiện phổ biến sâu rộng nhằm xua trừ tâm ngu si tâm tối. Đó gọi là các vị Bồ Tát tu tập pháp giới ba la mật liền có thể đạt được đầy đủ các pháp ba la mật khác. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ, từ lúc mới bắt đầu phát tâm tu hành Bồ Tát để được pháp nhẫn nhục ba la mật, tâm ý luôn thao phục, được thao phục, không giới niệm cao ngạo, ở nơi pháp nhẫn ba la mật ấy là đạt được đầy đủ 6 pháp ba la mật, không rời bỏ tâm nhẫn nhục để thực hiện bố thí. Tuy có chỗ bố thí nhưng không giới tự tham chấp ở trong ấy, để gồm đủ các pháp của bản tánh giới luật. Nếu bị người đánh đập cũng không hề giấy tưởng rối loạn, trở lại tâm ý để được thâu phục, tu tập pháp nhẫn ba la mật cũng là thực hiện đầy đủ pháp định ý, không hủy hoại pháp thiền. Đó là trong pháp nhẫn ba la mật đã gồm đủ các hành thiền. Như có hàng thiện nam thiện nữ đã được được pháp nhẫn ba la mật, nhờ đó mọi nẻo khỏi diệt thành hoại của năm ấm. Tư duy để biết ba độc là từ si mê ái dục, dùng trí tuệ giác ngộ để quan sát, để hoàn toàn lý giải tính chất không chúng sinh của chúng. Đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ ở trong pháp nhẫn ba la mật đã thực hiện đầy đủ 6 pháp ba la mật. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Như có các hàng thiện nam thiện nữ, từ lúc mới phát tâm tu hành Bồ Tát ở trong pháp thiền định cũng đạt được đầy đủ 6 pháp ba la mật. Tôi đã thao phục chúng sinh, trước trừ mọi tưởng vọng loạn. Thế nào gọi là các vị đã bị Bồ Tát ở trong pháp thiền định đã có được đầy đủ 6 pháp ba la mật? Như các hàng thiện nam thiện nữ ấy thực hiện pháp quán không về thân tướng, không hề thấy có sự sinh diệt, nhờ tâm được định không loạn động là thực hành bố thí, không thấy có chúng sinh cùng với tài sản quý giá của không tâm sinh tâm nghĩ rằng ta nay tạo bố thí sau này sẽ có được phước báo lớn. Nhờ lấy làm trang nghiêm cõi Phật gốc không thanh tịnh, nó có thể đạt được đầy đủ trí tuệ ba la mật. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Như có các vị thiện nam thiện nữ, từ lúc mới bắt đầu phát tâm tu hành Bồ Tát ở đây pháp tu trí tuệ vượt bờ đã gồm đủ 6 pháp ba la mật. Thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đối với pháp trí tuệ ba la mật đã cùng thực hiện được 6 pháp ba la mật? Đó là các vị thiện nam thiện nữ ấy đã có thể tu tập trí tuệ ba la mật, nhận rõ để dứt mọi tưởng, cũng không giấy một hành nào về kẻ khác, mà mỗi phân biệt nhận rõ danh thân cứu thân, tâm ý luôn được thu giữ để giữ giới luật, không hủy hoại tánh của giới. Đã bị người hủy nhục cũng không hề mang lòng lo lắng buồn rầu, đó là ở nơi trí tuệ đã đạt được đầy đủ tính của giới luật. Như lại có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi pháp trí tuệ ba la mật đã tu tập thực hiện nhẫn nhục, tâm đồng mở như hư không, chẳng thọ nhận mọi thứ xấu ác câu uế, đó gọi là ở nơi pháp trí tuệ ba la mật đạt được tâm nhẫn nhục. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được trí tuệ ba la mật, tâm phục tâm ý, giúp lòng tinh tấn trước rồi tâm biến trẻ, nhận ra cảnh giới của nhận thức là trạng thái nghĩa bàn. Thế những người lười nhác thì luôn khuyến khích giúp họ tinh tấn, đó gọi là ở nơi trí tuệ ba la mật đầy đủ tinh tấn. Đức Phật bảo Bồ Tát Đản Hành: Như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được trí tuệ ba la mật là thực hiện các pháp thiền định ba la mật được tập trung không phân tán, mà mỗi ý niệm có thể trải qua hàng trăm ngàn kiếp, ý luôn được
tự thuyết phục. Đối với 36 pháp ba la mật thể đều nhận rõ, đó gọi là các vị đại bồ tát đã thấu đạt cội nguồn của các hành. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với Bồ Tát Đản Hành nếu giảng dạy các pháp ấy thì có đến vô lượng chúng sinh cốc đã phát tâm hướng về đạo quả duy giác, nhân đều chuyển ý phát tâm cầu đạo quả vô thượng nhất đại chánh giác, đã có vô số chư thiên chúng nhân đạt được hành tinh tưởng hết mực không xa lìa con đường đại thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng tới tất cả đệ tử của chúng sanh được trọn thành Phật đạo.